Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị dự án một căn ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với đường ngõ trước nhà đây mọi người ơi, có thể nhìn thấy luôn xe ô tô đỗ rất là gần với vị trí căn nhà. Và cái căn nhà này thì cái diện tích cũng rất là lớn so với lại cái mặt bằng mà Ngọc Ánh thường xuyên quay lên gửi tới quý vị. Cái căn nhà này diện tích của nó là 40,1m trên sổ đỏ, tuy nhiên từ tầng 2, tầng 3, tầng 4 xây đua ra, nó rơi khoảng tầm 43-44m2 mọi người nha. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc. Điểm đặc biệt lớn nhất của căn nhà đó là căn nhà này nở hậu rất là đẹp mọi người ạ. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 và mặt hậu của ngôi nhà là 4m lận, rất là đẹp. Mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà. Đây là ngõ trước nhà mọi người ơi. Đây này, ô tô thì gần như là đỗ ngay bên cạnh luôn. Và đây là ngõ trước nhà mọi người nhá. Đây, mời mọi người theo em và khám phá cụ thể căn nhà. Đây chính là vị trí căn nhà này. Mọi người có thể nhìn thực tế luôn là tầng 2, tầng 3, tầng 4 chủ đầu tư có thiết kế ban công rất là đẹp. Và toàn bộ cái căn nhà này theo phần hoàn thiện đã được hoàn thiện gần như đầy đủ chỉn chu. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì cửa chính được thiết kế toàn bộ là lớp cửa cuốn mọi người nhá. Đây, toàn bộ là lớp cửa cuốn. Và với cái diện tích của nó rất là rộng, diện tích hơn 40m2, cho nên là cái căn nhà này thiết kế bố trí rất là hợp lý, cái tiện ích sử dụng cũng như là cái công năng mọi người ạ. Và từ cái vị trí của cái ngôi nhà này ra cái trục đường chính Đại Mỗ, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 100m thôi. Rất là gần nha mọi người, rất là gần. Xung quanh đầy đủ tiện ích sinh hoạt, rất là gần với lại những chợ này, trường mầm non, cách với lại ngã tư Vạn Phúc Đại Mỗ giao nhau ấy, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Cách với lại Vinhome Smart City thì nó rơi khoảng tầm một cây, hơn một cây thôi. Và nó cách với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông nó cũng chỉ rơi khoảng tầm 1,5km thôi mọi người nha. Còn nếu mà đi gần hơn đường tắt ấy thì nó chỉ khoảng tầm 700m thôi mọi người ạ. Rất là gần. Ngoài anh đang đứng ở đây, đó chính là cái phần khu vực để xe nha quý vị. Khu vực để xe của căn nhà đây. Phần hoàn thiện của ngôi nhà rất chỉn chu, phần sơn, phần gạch lát nền đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Gạch lát nền kích thước 60-60, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện về phần sơn đều đã được hoàn thiện. Và cái ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng được lắp đặt đầy đủ rồi. Với căn nhà này, theo hiện trạng quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Và cái giá chào bán của cái căn nhà này thì cũng vô cùng hợp lý nha mọi người. 3 tỷ 400 triệu đồng có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này quý vị chỉ có khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 20 năm, tối thiểu là 3 năm. Với lại những cái lãi suất ưu đãi tốt nhất với một số bên ngân hàng mà bên Ngọc Ánh thường liên kết như bên BIDV này, hoặc là bên ngân hàng Bưu Điện, bên Shinhan Bank. Nói chung là về cái phần ngân hàng quý vị muốn biết thêm thông tin thì vui lòng call ngay cho Ngọc Ánh nhá. Đây là phần phòng tầng 1. Vậy thì tầng 1 còn thiết kế như thế nào nữa? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tiếp theo của căn nhà. Đó chính là phòng bếp. Đây mọi người ơi, căn nhà này nở hậu rất là đẹp. Đó, thường thường ấy, những quý khách hàng đi mua nhà của Ngọc Ánh thì cũng rất là thích những căn nhà nở hậu, bởi vì theo cái kinh nghiệm đi mua nhà thì những cái nhà nở hậu này thì làm ăn nó rất là dễ mọi người ạ. Làm ăn kinh doanh rồi là mọi thứ nó dễ. Và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà rất là rộng. Chủ đầu tư thì thiết kế rất là chỉn chu. Xung quanh bếp là được ốp đá granite đó. Mặt bếp rồi xung quanh bếp ốp đá granite. Tủ gỗ đây mọi người ơi. Đây, chất liệu tủ gỗ luôn. Bếp rồi là phụ kiện bếp đi kèm, toàn bộ là chất liệu inox 304. Nó mọi người có thể nhìn thấy đây. Rồi là chậu rửa, là chậu đúc nguyên khối này, vòi rửa này, nước sạch sử dụng ở đây đều được lắp đặt đầy đủ hết cả rồi. Đấy, cái phần tủ bếp khá là hợp lý mọi người ạ. Tủ bếp chữ L rất là rộng. Đó, đây là cái khu để tủ lạnh, hợp lý đúng không ạ? Ngoài ra cái phần ở đây mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thấy giúp em ở đây, chủ đầu tư có thiết kế một cái ô thông gió nha mọi người nha. Ô thông gió từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Rất là thoáng.
Phần tầng 1 còn được thiết kế gồm một nhà vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất là cái vị trí mọi người ạ. Vị trí căn nhà này nó quá đẹp, gần như ô tô đỗ cạnh nhà, ngõ thông đường rộng rất đẹp, rất là thoáng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hệ thống tay vịt cầu thang là toàn bộ là thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là ốp đá gris đen trắng, rất là tinh tế và nhìn nó cũng rất là sang cho cái ngôi nhà này. Vậy thì trên tầng 2 của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế một chút rất là tinh ý mọi người ạ. Đó là phòng khách ở trên phía tầng 2, rất là đẹp nha mọi người. Đây này, quý vị có thể nhìn thấy luôn, chủ đầu tư cũng bài trí nó rất là hợp lý cái không gian phòng khách. Có một cái tủ kệ ở đây khá là đẹp để trang trí ở trên cái phần phòng khách này. Mọi người có thể để đồ này, để đồ hoặc là để tủ rượu ở đây, khá là hợp lý đúng không ạ? Và như phần Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 đấy mọi người, là ở dưới tầng 1 lên trên phía tầng 4 này này, giữa các tầng đều có một cái khoảng không thông gió trên lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 nha mọi người nhá. Rất là rộng, mở cái cửa này ra thì nó rất là mát, nó hút gió từ trên phía tầng 4 xuống ấy ạ. Và đây là cái tầng 2 phòng khách đây mọi người thấy không? Khá là rộng luôn ý. Đẹp. Được lát gạch kích thước 60-60, hệ thống trần thạch cao. Trang trí đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đồng thời thì ngoài cái phần tủ kệ như ngoài anh vừa chia sẻ thì ở đây có một cái vách gỗ CNC nữa, ngăn cách giữa phía cầu thang và cái phần phòng khách này. Nói chung thì mỗi người một tiêu chuẩn mọi người ạ, mỗi chủ đầu tư một cá tính. Bởi vậy nên là cái tạo nên một cái ngôi nhà độc lập, một cái cá thể nó cũng khá là hài hòa với này. Cái này thì đẹp hay xấu thì tùy mắt từng người thôi. Nhưng mà Ngọc Ánh thấy rằng là cái căn nhà này với cái vị trí thì nó khá là hợp lý và xứng đáng với cái tầm tiền mọi người ơi. Bởi vì Ngọc Ánh làm cũng khá là nhiều khu vực, biết cũng khá là nhiều những cái vị trí ở quanh khu vực so với cái tầm giá thì cái căn nhà này gần với đường ô tô nhất, rất là thoáng. Phía tầng 2 còn một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đây chính là cái phòng ngủ ở phía mặt ngoài mọi người nha. Hướng nhà thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, hướng nhà là hướng đông bắc, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Đấy, mọi người có thể về treo các lãng hoa ở đây. Cái ban công này thì được chủ đầu tư lắp đặt sắt mỹ thuật. Tất cả các phòng ngủ thì được chủ đầu tư đều lắp đặt sắt ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha quý vị. Đó. Cửa thông phòng toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Và phía tầng 2 còn một nhà vệ sinh. Đây như quý vị có thể nhìn thấy, nhà vệ sinh ở phía tầng 2 đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh sử dụng theo từng tầng. Đầy đủ, đáp ứng đầy đủ công năng. Với cái vị trí này thì thực ra là đi làm rất rất là tiện nha mọi người. Nó gần với lại đi ra nó gần với lại trục đường Hà Đông này, Thanh Xuân này, Nguyễn Xiển này, hoặc là quý vị có đi làm ở trên cái mạng Vinhome Smart City đấy, đi ra Nhổn này, rồi là trường Đại học Công nghiệp thì rất rất là gần, nói chung là khá là ok mọi người ạ. Mời mọi người tiếp theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà xem tầng 3 thiết kế như thế nào nhé. Mọi người ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì được chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào cái phía phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3 nha. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Phòng nào cũng có ô cửa sổ thông thoáng hướng ra phía đằng sau, không sợ bí mọi người ạ. Đó. Và cái căn phòng ngủ tầng 3 này thì chủ đầu tư lắp đặt cho mình một cái tủ quần áo. Đó. Hợp lý đúng không ạ? Đây mọi người có thể quan sát luôn. Đây. Cái tủ quần áo này thiết kế là gỗ an cường mọi người ơi, cho nên là cũng chống cong vênh mối mọt, hợp lý. Chất lượng cũng khá là ok. Tùy từng mắt mỗi người nhưng mà theo Ngọc Ánh thì cái màu này nó cũng khá là nhã nhặn mọi người ạ. Đó. Và quý vị có thể kê thêm một chiếc giường ở đây nữa thì ok la, quá đủ để sử dụng đúng không ạ? Cửa thông phòng đây như mọi người có thể nhìn thấy nha.
Đấy, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, quan trọng cái vị trí ở đây đi học thì nói chung là vô cùng tiện lợi. Ngoài cái việc đi học thì những cái mà tiện ích mà quý vị muốn cho con cái đi chơi rồi là đi nghỉ các thứ thì với cái vị trí căn nhà này thì là hài hòa và hợp lý. Tiếp theo, mời quý vị theo em sang cái căn phòng ngủ ở phía trên tầng 3 này, ở phía mặt ngoài này. Thì đây chính là cái căn phòng ngủ thứ 3 rồi nha mọi người. 3 căn phòng ngủ riêng biệt, cái diện tích thì Ngọc Ánh xin cứ nhắc lại với mọi người, bởi vì có những quý vị mà xem video của Ngọc Ánh thì cứ sốt ruột đi, cứ hay kéo video đi, thành ra là không biết là giá bao nhiêu. Tất cả các video Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, thứ nhất là về mặt pháp lý, đầy đủ sổ đỏ, chính chủ có đủ những cái giấy tờ để hỗ trợ quý vị vay ngân hàng. Thứ hai là cái giá bán, Ngọc Ánh luôn luôn chia sẻ, nếu như mà quý vị nào mà không nghe được cái phần giá bán thì có thể mở ở dưới cái phần miêu tả, ở dưới phần bình luận, ở đó có đầy đủ giá bán, thông số, hướng nhà mọi người nha. Đó. Chứ còn em thì đã chia sẻ lên với mọi người là không hề giấu giá mọi người ạ. Cho nên quý vị nào mà bảo là không nói giá thì nó không phải nha mọi người. Đó. Thế là tầng 3 này đã có, lên tới tầng 3 là có 3 phòng ngủ. Và tầng 3 còn có một phòng vệ sinh nữa. Đây. Đây mọi người ơi. Phòng vệ sinh cũng rất rộng nha mọi người. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu liền khối này, hệ thống lavabo bàn đá này, rồi là quạt hút mùi ở đây này. Và có sẵn ở đây là ống chờ dây chờ để lắp bình nóng lạnh rồi nha. Đó. Từng cái chi tiết nho nhỏ nhưng mà khá là đầy đủ cho một cái ngôi nhà này. Và phần còn lại, phần cuối cùng đó là tầng 4. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá nóc tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Khi mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía cầu thang, bước bậc cuối cùng, thì ở đây quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang quý vị nhá. Đó, rất là thoáng. Và tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế gồm một cái khu vực sân phơi và một khu vực phòng thờ mọi người ạ. Thì đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Wow, rất là thoáng mọi người ơi. Đây quý vị có thể nhìn thấy, với cái vị trí xung quanh thì khu dân cư đông, rất là đông, rất là đông đúc, đi lại thuận tiện, thuận việc con cái đi học mà bố mẹ đi làm cũng rất là ok. Đó, đây là khu vực để máy giặt nha quý vị. Đó, cái phần sân phơi này rất là rộng nha mọi người ơi. Đó. Ngoài ra ở đây còn có cả cửa sổ đây này mọi người này. Mở ra xuống lấy gió xuống cầu thang này. Thoáng vô cùng luôn. Tiếp theo phần còn lại đó chính là phòng thờ của ngôi nhà. Đây chính là cái căn phòng thờ ở trên phía tầng 4 mọi người ạ. Đây chính là phần phòng thờ mọi người nha. Như vậy, khi mà Ngọc Ánh review lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này rồi thì tổng là có 4 phòng riêng biệt, 3 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, phòng để xe. Quý vị ạ, rất là hợp lý, đầy đủ công năng đúng không? Và cái giá chào bán 3 tỷ 400 triệu đồng mọi người nha, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Diện tích là 40,1 m2 trên sổ đỏ và thực tế xây dựng thì nhiều hơn một chút. Và cái vị trí thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu, Ngọc Ánh đứng ngay cạnh cái ô tô mà quý vị có thể nhìn thấy rằng ô tô gần như ngay cạnh nhà luôn. Đi lại vô cùng thuận tiện. Quý vị còn chần chừ gì mà không bốc máy lên, gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Hoặc là nếu như mà mọi người cảm thấy hay thì like hoặc là chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Khi mà mọi người xem video của Ngọc Ánh, nếu như mà thấy hay thì ủng hộ cho em bằng cách đăng ký kênh. Và mọi người sẽ là những người đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.